Rồi hello, chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với video mới nhất ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em lại tiếp tục cập nhật những nguồn thông tin mới nhất về vụ Di ghẻ bạo hành cháu Vân An 8 tuổi. Và tiếp theo mấy ngày hôm nay toàn là những thông tin mới liên quan đến cặp đôi man dợ tàn ác đã hành hạ cháu Vân An đến chết thì hiện tại đang được bổ sung tội danh thì chúng ta đã vui rồi. Và thông tin tiếp theo ngày hôm nay em muốn đăng tải cho tất cả quý vị khán giả được biết rằng trong cái vụ mà con Trang nó đã dùng những cái đòn đánh bằng tay, bằng roi mây để đánh cháu Vân An. Và hiện nay họ đang điều tra là cây gậy gỗ dài 1 mét ở đâu ra. Và tại sao nha quý vị? Đó, tại sao con Trang lại dùng cây gậy gỗ to và dài như vậy để đánh Vân An? Nha quý vị, bởi vì dù là biết một đứa trẻ sẽ không thể nào chịu được cây gậy đó. Dù là người lớn, nếu bị đánh thì chắc chắn là cũng sẽ phải là gãy tay gãy chân hoặc có thể nặng hơn nha quý vị. Và tại sao bây giờ họ đang điều tra là tại sao con Trang lại phải dùng đến cây gậy lớn như vậy? Bởi vì nếu như cây gậy đó được dùng từ trước đây thì có lẽ cháu Văn An đã không thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng tại sao đến ngày 22 thì con Trang lại dùng cây gậy đó đánh? Đó, đây là cái thông tin mới nha. Và bây giờ họ đang điều tra là cái nguyên nhân nào mà nó lại tàn ác vào đúng ngày đó như vậy. Bởi vì nó đã đánh một năm rồi quý vị, đánh một năm rồi. Thì cái chuyện hôm nay nó đánh thì cũng là bình thường thôi. Nhưng cái lý do nào để nó đánh đến mức độ như vậy? Và tiếp theo, chắc chắn nha, chắc chắn hiện tại các luật sư đang có thể nói là sâu chuỗi. Mỗi luật sư giỏi sẽ có một góc nhìn khác nhau. Và chắc chắn rằng sẽ lôi đầu ông nội ra ánh sáng. Bởi vì sao quý vị? Chính ông nội là người đồng lõa. Bởi vì đã có những cái tin nhắn nhá, là ông nội chính là người khâu vết thương cho cháu. Và cũng chính ông nội là người đã bảo cháu Vân An rằng đừng nói với ai. Nha quý vị. Bởi vì mỗi lần mà con trai của bạn tình mình là cháu Vân An đó, nói với ai hay gặp mẹ thì con Trang về nó lại bỏ đói, nó đánh, nên là cháu Vân An rất sợ. Và dù bị đánh đến mức độ là phải cắt tóc ở trên đầu để khâu, nhưng mà cháu vẫn không dám nói. Và khi mà vợ hai cặp mà ác thú này đưa cháu Đan đến để cho ông nội khâu thì chỉ nói rằng là cháu bị té. Thì mình hỏi quý vị là ở chung cư thì té ở đâu? Té ở đâu quý vị? Té ở đâu mà lại có vết khâu đến mức độ mà khâu mấy chục mũi được quý vị? Nó rất là kinh khủng, đúng không? Và hiện nay tại sao các luật sư lại tập trung để có thể nói rằng là cùng các cơ quan công an, cơ quan điều tra để tiếp tục nha, củng cố thêm tội danh cho hai đứa. Bởi vì trước đây thằng Thái nó chỉ bị cái tội gọi là bao che với lại hành hạ thôi. Nhưng bây giờ đã được kiến nghị lên tội giết người. Bởi vì chúng ta phải nói rằng là chính thằng Thái mới là chủ mưu nha quý vị. Vì sao? Thứ nhất nguyên nhân là vì sao? Và đặc biệt hơn nữa, thằng Thái sẽ phải chịu tội nặng hơn con Trang. Lý do ở đây là thằng Thái đã giành giật cái quyền nuôi con khỏi tay người mẹ là chị Hạnh để về chăm sóc. Đó, và chính thằng Thái là người để bảo vệ con mình. Và cũng chính thằng Thái cho người tình của mình đánh đập suốt một năm qua. Và tại sao thằng Thái lại lắp camera trong nhà? Với mục đích gì? Mục đích để theo con, dõi con học hay là theo dõi bạn tình của mình đánh con gái ruột của mình? Hiện tại rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Và có thể nha, các cơ quan công an họ đang điều tra bổ sung thêm tội danh để cho hai cái đứa này nó đã tử hình rồi nhưng nó phải còn nhiều tội danh và phải bồi thường. Trả giá thì chắc chắn là không có cái gì có thể trả được, nhưng phải phạt nó thật nhiều tiền, cho bố mẹ nhà nó bán hết nhà cửa đi, gọi là vừa tử hình nhưng vừa phải bồi thường. Để cho nó, bây giờ quý vị biết làm sao để có thể là so sánh bằng cháu Vân An đây, đúng không? Mà đặc biệt nha, đã có người cũng đã lên tiếng rằng vụ án này là một vụ án có 102 trên thế giới. Cả nhà nội đồng hành đến thẳng nhà trọ cướp con từ tay mẹ, với người cha và mụ dì ghẻ cùng nhau chung tay giết chết bé Vân An. Và mình tin rằng các luật sư hiện tại chắc chắn rằng sẽ củng cố hồ sơ
và lôi đầu hết nhà nội thằng Thái. Bởi vì tội đồng đồng có thể nói là đồng lõa bao che nha quý vị, bởi vì không thể nào ông nội, bà nội và chị của thằng Thái lại không biết cháu mình bị hành hạ. Bởi vì thằng Thái và con Trang không cấm cháu Văn An gặp ông bà nội, không cấm được, chắc chắn là ông bà nội sẽ đến thường xuyên và biết được cháu mình bị đánh. Ông bà nội là người có tri thức, không có ngu đâu quý vị, không có ngu. Cháu mình bị té hay không người ta biết, nhưng mình phải nói là cả cái gia đình họ nội là một loài cầm thú, bao che dung túng, hành hạ cháu mình, hành hạ con mình. Và chính thằng Thái có lẽ là một người man rợ nhất trên trần đời này. Bởi vì là con của mình không có sức phản kháng, thà như là con nó cãi, con nó hư, hay con nó lớn rồi nó không nghe, đánh đập nó, vô tình mà chết thì mình không nói. Thì đây là thằng Thái nó lại đồng hành, đồng phạm cùng với người tình mình đi đánh con mình đến chết, đúng không? Tại sao khi về thấy con mình như vậy lại không đưa đi cấp cứu ngay? Và tại sao lại phải nói dối là cháu Vân An là bị sặc sữa, bị té cầu thang, mà cái nguyên nhân là bị phù phổi cấp đó? Bởi vì tại sao cháu lại ói? Bởi vì cháu bị đánh gãy xương sườn, cái xương sườn đó nó găm vào phổi thì bắt buộc nó phải ói, nó phải trào ra thôi, đúng không quý vị? Những người có chuyên môn họ sẽ biết nguyên nhân vì sao đó. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái vụ án này nó rất là kinh khủng, và có thể nói rằng là có 102 đó. Và những kẻ máu lạnh này đã đem lại cho cháu Vân An cái chết trong sự đau đớn tột cùng ngay tại thành phố mang tên Bác. Nhắc đến hai con này thì chắc chắn là ai cũng quá bực mình, quá bức xúc, không thể nào mà có thể kìm được lòng mình, chỉ muốn rằng là gặp ở đâu cho nó một trận ở đó. Và đặc biệt là không phải riêng chúng ta đang chờ đợi cái bản án đối với cặp đôi này, mà chúng ta hiện tại đang chờ đợi nha quý vị, mỗi ngày một tội danh củng cố thêm cho cặp đôi này. Và đặc biệt nhá, mình tin các luật sư sẽ lôi đầu bên nhà nội ra, bên đằng ngoại thì sẽ không có gì, bởi vì bên đằng ngoại ở Tút Gia Lai, không có, chưa cưới nên là cũng không có đồng phạm. Bên đằng ngoại chỉ có gọi là sinh con ra bên nhà tri thức nhưng mà lại không biết dạy con đó. Còn bên đằng nội là đồng lõa đồng phạm, thì mình chắc chắn rằng các cơ quan công an, luật sư họ sẽ điều tra và sẽ có những cái bằng chứng cụ thể, đúng không? Bởi vì chúng ta có thể nói rằng là cặp đôi này nó đã cùng nhau đánh đập bạo hành suốt một năm qua. Và đặc biệt là chúng ta phải tập trung vào thằng Thái nhiều hơn, bởi vì tất cả chúng ta chỉ có nhìn thấy rằng con dì ghẻ nó ác độc, con tiểu tam nó ác độc, nhưng chúng ta không hề biết chính thằng bố nó mới là thằng ác độc. Bởi vì thằng bố nó không cho thì không có ai đánh được con mình, đúng không quý vị? Bởi vì ở trong một căn nhà có camera và con của mình bị đánh thì thằng cha phải biết. Cha là một chỗ dựa duy nhất cho con. Nhưng con mét ba thì lại bị ăn đòn thêm, quý vị thấy có đau đớn không? Và đặc biệt cháu đang còn nói rằng là con có làm gì đâu mà đánh con, đúng không quý vị? Rất là đau đớn. Và đặc biệt cha đẻ là người chủ chốt trong quá trình tử vong của bé Vân An xuyên suốt 15 tháng. Con dì ghẻ là kẻ ra tay tàn bạo, và cốt lõi vấn đề này là người cha đóng vai trò chính quyết định sống chết của con mình. Nên bé Vân An ra đi là do thằng cha đã dọn đường sẵn cho dì ghẻ hành động dã tâm và man rợ. Hai kẻ không có trái tim giết con trẻ 8 tuổi một cách máu lạnh như thế thì không nên nuôi. Và đặc biệt là chúng ta phải nói rằng là đây là những cái bài viết của một bạn: phần cơm đó đem nuôi cho chó còn ích cho dân và cho nước. Có nghĩa là bạn này viết rằng là hai kẻ máu lạnh này không xứng đáng để ăn những suất cơm ở trong tù nữa quý vị. Nó không xứng đáng nữa, bởi vì nó quá ác độc. Và đặc biệt hiện tại nhá, những cái thông tin có thể nói là bằng chứng xác thực về cái việc là cháu Vân An bị là phù phổi cấp đó, với lại là cái việc là cháu bị đánh đến chết, nguyên nhân là do đâu thì các cơ quan công an họ đã điều tra rồi, và cũng có những cái bằng chứng, và đấy là những cái bằng chứng có thể nói rằng là xác thực để có thể là lôi những cái người trong cuộc ra ánh sáng, đặc biệt là bên nội.
Bởi vì chúng ta có thể nói được rằng là hiện tại thì cháu Văn An đã bị kết luận là phù phổi cấp và sốc chấn thương. Có thể nói là quá rõ ràng. Nhưng mà chắc chắn chúng ta có thể nói rằng là các luật sư hiện tại đang cố gắng mỗi ngày. Và tôi đang mong nhất ở đây là lôi gia đình bên nội ra. Bởi vì không thể nào bên nội không biết. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta phải tập trung vào vấn đề là thằng Thái. Chúng ta hiện tại ở đây đang rất mong mỏi một cái bản án cao nhất là tử hình, nhưng phải thêm nhiều tội danh và thêm những cái đồng phạm đồng lõa khác nữa cùng có thể là bao che dung túng cho cái hành động này, đúng không? Và thằng Thái là người chính là người quyết định được cái mạng sống của con mình, bởi vì nếu thằng Thái mà can ngăn thì sẽ không bao giờ con Trang có thể đánh đập con mình được. Và đặc biệt là cây gậy dài 1 mét đó ở đâu, có khi nào là hai đứa đã chuẩn bị sẵn không để cho con gì để đánh con mình không, đúng không? Tại sao lại có một cái gậy dài như vậy để đánh? Thì chắc chắn rằng là hai đứa này nó đã phải chuẩn bị dắp tâm từ trước rồi, âm mưu xóa dấu vết, xóa camera để đánh lừa dư luận, đánh lừa các cơ quan chức năng, đúng không? Bởi vì họ chỉ nghĩ rằng là đánh đập xong, xóa là xong, không ai biết. Thực sự là quá là tàn nhẫn. Và bây giờ thì chúng ta có thể nói rằng là mỗi ngày một thông tin mới, những ai mà đã gây ra những cái nỗi đau đó thì phải đền gấp 10 lần cũng không xứng đáng, quý vị ạ. Bởi vì quá đau đớn cho một đứa trẻ. Một đứa trẻ đáng được yêu thương, được trân trọng, sống trong một tuổi thơ thì lại bị đánh đập hành hạ suốt 1 năm trời, mẹ mình không được gặp, quý vị thấy có đau lòng không? Nó có biết gì đâu mà đánh nó đến mức độ gãy xương sườn, tím hết người đó, quý vị thấy không? Quá đau đớn luôn. Mà thực sự cái tội đáng trách nhất chính là thằng cha nó, bởi vì chính thằng cha nó, nếu là thằng cha nó không cho thì không có con gì ghẻ bạn tình nó đánh ở đấy hết á. Bởi vì là con nó sẽ mách bố mỗi ngày, gì đánh hay con hay không, nhưng mà thằng cha mỗi lần con nó mách bố là gì đánh con thì thằng cha nó lại cho thêm cái bạt tai. Quý vị thấy có ác không? Đó, đánh đập. Và thằng Thái cũng khai rằng là nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập cháu Vân An, nhưng cổ vũ bằng cách là còn đánh thêm cơ. Quý vị thấy có ác độc không? Vậy thì ai bảo vệ cháu Vân An? Trong một cái căn nhà như vậy thì ai bảo vệ? Chung cư như vậy ai bảo vệ? Không có ai bảo vệ. Một mình cháu phải sống chống chọi với hai tên cầm thú, suốt ngày nó hành hạ. Quý vị thấy không? Cháu ra đi đó là một sự giải thoát. Và hiện nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ chờ đợi rằng thằng Thái sẽ được cái tội giết người, và ông nội nó, bà nội nó và chị của nó cũng phải có những cái mức tội. Mình mong là như vậy. Chúng ta hãy tin vào pháp luật của Việt Nam, tin vào các luật sư. Chính luật sư Ngọc Nữ đã kiến nghị chuyển tội danh của con Trang từ tội hành hạ sang tội giết người. Và chính luật sư Nữ cũng chính là người kiến nghị tội danh thằng Thái từ cái tội che giấu bạo hành lên tội giết người. Chúng ta phải tin vào luật sư Nữ thực sự luôn, là một luật sư thực sự là có tài, có đức, có tâm, có tầm, đã có thể nhìn thấy và soi ra những cái góc khuất để có thể đưa những cái kẻ đó ra ánh sáng và chịu những cái mức án cao nhất. Và quý vị khán giả cũng đừng quên để lại những lời comment tích cực ở mỗi video, và đặc biệt là ủng hộ em bằng cách là like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và em sẽ có động lực hơn để cập nhật những thông tin mới, đăng tải cho tất cả quý vị khán giả. Và cái video này em sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả.